chưa gặp một người nào mà tôi không tìm thấy ở họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi. Tự mình không hiểu khả năng của mình là một điều hại lớn. Thích Đức Viên. Đối với người giàu có lễ nghi không khó, có thể thống mới khó. Có nhiều của mà không biết dùng vào việc đức, thật là một cái kho tai hại. Đạo Phật từ bi giải thoát luân hồi vạn kiếp, pháp môn quảng đại hoằng khai tế độ quần sinh. Tuệ phúc vun trồng, Phật tổ chứng minh lòng từ thiện. Hoa xuân đua nở, gia đình đầm ấm, cành đoàn viên. Đêm dài mỏi giấc chiêm bao, vài con én nhỏ bay vào hư vô. Cuộc đi cuộc ở cuộc chờ, hành nhân hiu hắt lững lờ nguồn cơ.